Tình hình luyện tập tới đâu rồi? Dạ, tụi em vẫn luyện tập chăm chỉ, anh yên tâm ạ. Có thật là như vậy không? Chứ theo tình hình ở đây thì chắc không phải là như vậy đâu. Em á, chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh. Chính vì sự xuất hiện của em đã làm cuộc đời anh thay đổi. Tụi mình chắc chắn sẽ vượt qua được. Tại tụi mình có nội lực, lại có đoàn kết nữa, thì sẽ mau chóng chạm tới ước mơ thôi. Vì tụi mình là Ohio. Lên. Bây giờ ý mày sao? Mày muốn trả cái điện thoại hay là mày vừa khóc vừa trả? Hả? Bọn tôi đã liều mình tới đây thì đâu dễ dàng đưa cho mấy người cái thứ mà khiến mấy người vô tù được, đúng không? Chắc là tụi nó muốn tới vũ lực rồi. Lên tụi bay. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng phạm tội của công ty Gang về hành vi giữ người trái phép. Mời các anh về đồn. Nói mấy bà có sao không vậy? Tụi tôi không sao. Miễn sao thoát khỏi cái địa ngục Bitland là tụi tôi cảm thấy người lân lân, không có thấy đau đớn gì nữa hết. Tôi cũng vậy á. Chứ mấy ngày qua thì là kinh khủng. Tụi tôi ganh tị với bà ở Đông Đông. Bên cạnh bà có những người bạn sẵn sàng hy sinh vì mình thì sự quý giá lắm. Cảm ơn mấy bà nhiều nha. Tôi biết mà. Tôi biết là tôi thật sự rất may mắn. Mừng năm trở về. Tụi anh lo cho em lắm đó Đông Đông. Cảm ơn mọi người. Kim. Ellie, có chuyện gì? Thật ra thì tụi tôi có chuyện muốn nói với bà. Tụi tôi cảm ơn mấy bà nhiều nha. Thực sự là mấy bà đã cứu tụi tôi một mạng rồi. Tụi mình cùng nhau hợp sức thì mới chiến thắng được bọn người xấu xa đó chứ. Phải đó. Chiến thắng này là của cả bọn tụi mình. Mấy bà cũng đã rất dũng cảm mà đúng không? Ellie, cảm ơn bà đã bảo vệ tôi. Nhờ có bà mà tôi có đủ dũng khí để chiến đấu với bọn người xấu xa đó. Tôi mới phải cảm ơn bà đấy Đông Đông. Không phải bà là chìa khóa giúp tụi mình thoát khỏi đó sao? Có lẽ anh Kim đã nói đúng. Sự đố kỵ đã làm che mắt tụi tôi rồi. Tụi tôi chỉ cố gắng tìm cách để phủ nhận sự tài năng của các bà thôi. Thực sự là Sắc Màu là một nhóm rất tài năng. Thật ra trong cuộc thi tuyển chọn đó, nhóm Sắc Màu mới là nhóm thắng cuộc. Chỉ vì lòng đố kỵ mà tụi tôi đã gian lận bằng mọi cách để chiến thắng. Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho tụi tôi. Thật xin lỗi mọi người. Mấy bà đừng có nói như vậy. Điều quan trọng á là trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng tụi mình cũng hiểu nhau rồi. Tôi rất là vui. Mà thật ra thì tụi tôi cũng rất là ghen tị với nhóm mấy bà đó. Nhóm mấy bà cũng tài năng mà. Thật á. Cho nên từ giờ tôi mong là tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực, hỗ trợ nhau hết mình để chạm đến ước mơ, được không? Ủa mấy bà, làm gì vậy? Thì bài tập cô giao đó. Không nhớ bài gì hả? Không, bài nào? Bài viết lời trên nền nhạc có sẵn đó. Mà tụi tôi cũng mới vừa nhớ ra thôi à. Yes, tôi quên mất. Dạo này lo việc của Đông Đông, tôi có nhớ gì đâu. Xin lỗi mấy bà nha, vì tôi mà phiền tới mấy bà rồi. Ngốc quá à. Cô mà có phạt á thì cùng lắm là trực nhật thôi. Quan trọng á là bà trở lại á thì tụi tôi mới vui được. Toàn là bạn vàng của tôi không à. À mà bà nói với ba mẹ về chuyện công ty Big Lên sao rồi? Tôi nói là không hợp nữa cho nên quyết định viết áo ra đi thôi.
tôi không muốn ba mẹ tôi lo. Nên như vậy, người lớn mà biết chuyện á thì phiền phức lắm. Nhiều khi còn không cho bà tham gia nghệ thuật nữa. Nhờ có mấy bà mà tôi đã lấy lại được tình yêu với âm nhạc và ca hát. Cho nên là tôi quyết định sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ tham gia casting tiếp đó. Thiệt hả? Nhưng mà tôi nghĩ lần này bà nên tìm hiểu kỹ thông tin của công ty rồi mới quyết định nha. Tốt nhất á là bà nên hỏi tham khảo ba mẹ bà. Mấy bà yên tâm đi, công ty lần này có danh tiếng lâu đời rồi, chắc chắn là mấy bà cũng biết đó. Công ty gì vậy bà? Là VG Entertainment đó. Thiệt hả? Ừ. Vậy là công ty của tụi tôi luôn á. Vậy là bà chuẩn bị thi vào công ty cùng với tụi tôi sao? Hôm qua sau khi nghe Kim nói, tôi đã quyết định tham gia casting tiếp. Tôi không bỏ cược đâu. Vậy thì tốt rồi. Đông đông mà được nhận nữa là tụi mình luyện tập chung, bao vui luôn á. Nhưng mà đi casting có một mình à, tôi lại không dễ giao tiếp với người lạ nữa, cho nên là tôi hơi run. Bà không một mình đâu, còn tụi tôi nữa nè. Bà nói vậy là sao Ellie? Tức là tụi tôi sẽ cùng tham gia thử giọng tại VG Entertainment đó. Ủa, bà cũng vậy hả? Tụi tôi quyết định không để chuyện cũ ngán đường quyết tâm ra mắt của tụi mình được, nên đã cùng đăng ký. Vậy thì hay quá, vậy là tôi không cô đơn rồi. Nhưng mà đừng có mừng vội, vô đó tụi mình là đối thủ đó. Ồ ha, thôi nhưng mà không sao, có mấy bà tụi yên tâm hơn nhiều. Công ty Big Lion đây, cô đã bị bắt. Kim. Sao? Sợ hú hồn rồi gì? Anh không thấy kết cục của công ty Big Lion khi mà đối đầu với bọn em hả? Anh mà có âm mưu gì xấu á, coi chừng cùng chung số phận đó. Chà, cô người yêu của tôi nhìn bé nhỏ vậy thôi chứ cũng ghê gớm lắm á. Ai mà làm cho lại trời. Vậy mới trị được anh chứ. Kim nè. Anh nghe nè. Em cảm thấy rất là may mắn khi mà gặp được một người lúc nào cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Giống như anh vậy đó. Còn em á, chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh. Chính vì sự xuất hiện của em đã làm cuộc đời anh thay đổi. Chào mấy đứa. Dạ, tụi em chào anh. Hôm nay là ngày đầu tiên mới đi làm đúng không? Cảm giác thế nào? Vui không? Tất nhiên là vui rồi ạ. Vậy thì anh sẽ giới thiệu cho mấy đứa những thành viên mới công ty chúng ta nữa. Mời mấy em. Đông đông, nhóm của Ellie nữa. Anh xin thông báo, kể từ ngày hôm nay tất cả mọi người chính thức là thành viên của VG Entertainment. Được nhận rồi hả? Tụi tôi cũng vừa mới được thông báo thôi. Hiển nhiên chưa? Vậy là từ nay tụi mình lại được làm việc cùng với nhau rồi. Chúc mừng mấy bà nha. Tôi biết là mấy bà sẽ đậu mà. Vậy là giờ chúng mình chung một nhóm rồi. Cùng chung phòng tập nè, cùng chung lịch trình, cùng chung lịch sinh hoạt luôn. Mong là mọi người sẽ giúp đỡ nha. Không chỉ cùng chung lịch trình, phòng tập hay là sinh hoạt đâu. Anh xin thông báo cho mấy đứa biết, công ty đã quyết định cho tất cả mọi người ra mắt cùng một nhóm nhạc. Thật hả anh? Đúng rồi. Bởi vì trong quá trình hợp, công ty đã nhận thấy ở mỗi thành viên, mỗi cá nhân tụi em á có những nét lôi cuốn riêng. Nhưng mà khi kết hợp lại thành một tổng thể á, thì tụi em sẽ càng đa dạng và lôi cuốn hơn nữa. Đây là một quyết định rất lớn của công ty, cho nên tất cả mọi người đều đặt hy vọng vào tụi em đó. Vậy tên của nhóm em là gì ạ? Nhóm của tụi em sẽ có tên là Ohio Girl Band. Ohio. Nghe giống như là tiếng chào của nước Nhật mà trong phim hoạt hình em hay coi á. Chính xác. Ohio trong tiếng Nhật á có nghĩa là chào buổi sáng. Giống như là một sự khởi đầu ngày mới tốt lành. Công ty hy vọng nhóm tụi em sẽ là một làn gió mới tươi sáng, mang đến niềm vui và nguồn năng lượng tích cực cho khán giả. Vậy thì bây giờ tụi mình là người một nhà rồi. Cùng nhau cố gắng nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã mở rộng vòng tay đối với tụi tôi. Tôi tin chỉ cần đoàn kết thì không có gì ngăn cản được tụi mình cả. Đúng vậy. Từ bây giờ nhóm chúng mình sẽ là Ohio. Ôi,
tập xong có thêm chai Kirin Latte cà phê caramel. Đã gì đâu ấy nhở. Công nhận, giống như là cây gặp hạn sâu mưa vậy đó. Chứ không phải, giống như bà gặp anh Vin hả? Rồi làm gì có. Làm gì có. Dạ cho anh ạ. Tình hình luyện tập tới đâu rồi? Dạ tụi em vẫn luyện tập chăm chỉ, anh yên tâm ạ. Có thật là như vậy không? Chứ theo tình hình ở đây thì chắc không phải là như vậy đâu. Anh ơi, tụi em luyện tập từ sáng tới giờ, chị nghỉ có 15 phút rồi à. Tụi em không dám lười biếng đâu. Tôi cũng hy vọng là mấy cô thật thà và làm đúng theo lời mình nói. Bởi vì nếu không á, anh sẽ không đưa cho tụi em bài hát chủ đề cho diễn ra mắt sắp tới đâu. Tụi em cảm ơn anh nhiều lắm. Tụi mình cùng nhau cố gắng nha mọi người. Tụi em cảm ơn anh, tụi em mong đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh còn mong đợi ngày này lâu hơn tụi em nữa. Nhưng mà anh dặn nè, đây mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới. Còn rất là nhiều việc phải làm và rất là nhiều khó khăn phải vượt qua. Mà tất cả những chuyện đó chỉ có thể vượt qua được bằng sự đoàn kết và đồng tâm hiệp lực với nhau. Mọi người hiểu chưa? Dạ, dạ. Nè, đem về nghe thử đi. Thôi, mình đi luyện tập tiếp đi. Cố lên nha. Dạ. Dạ. Hành trình sắp tới chắc chắn sẽ đầy thú vị và mới mẻ. Nhưng mà chắc cũng có đầy thử thách và cam go nữa. Nhưng tôi tin tụi mình chắc chắn sẽ vượt qua được. Tại tụi mình có nội lực, lại có đoàn kết nữa, thì sẽ mau chóng chạm tới ước mơ thôi. Vì tụi mình là Ohio. Vin, mà mày tính cho tụi tao ngồi đây tới bao giờ? Không có lâu nữa đâu mà, còn có 2 phút nữa nè. Đáng công chiếu mà thiệt tình á. Đợi xíu đi. Thôi tao đi toilet cái. Đi đâu? Ngồi xuống cày view cho người yêu tao đã. Trời ơi trời, tao không tin là có ngày mày trở thành nô lệ tình yêu vậy luôn á. Mình mày đủ rồi, mày còn lôi tao với Thành vô làm chi nữa vậy? Ê, anh có bao giờ để cho các chú phải thiệt chưa? Cứ cày đi rồi sẽ có thưởng nha. Không chừng làm xong rồi mê luôn đó. Thấy cũng hot, để tao coi coi là người yêu mày lên hình có đỉnh không. Ui, còn phải nói. Mẹ mẹ coi nè, một lát nữa Kim nhà mình sẽ lên truyền hình đó mẹ. Bắt đầu rồi con. Đó đó, chương trình bắt đầu kìa mẹ. Mẹ thấy rồi, mẹ thấy rồi. Ôi trời ơi, nhìn cưng quá. Ê, tới rồi nè. Vô. Ui, hot mày. Ôi, bạn gái ai đẹp vậy trời. Hát hay dữ. Ôi, tự hào quá em ơi. Con bé nó lên truyền hình khác hẳn ở ngoài luôn hả mẹ? Đúng rồi, trời ơi, nhìn nó xinh quá. Mẹ nhìn không ra luôn đó con. Trời ơi, anh coi nè, mới ngày nào còn là mấy đứa nhỏ kế bên nhà tụi mình. Giờ con có phía xa quá trời luôn nè. Anh nghĩ là tụi nhỏ còn tiến xa nữa. Ủa anh ơi, anh thấy tụi mình nói chuyện như là phụ huynh của tụi nó không? Đâu có phụ huynh đâu, như ba mẹ thôi. Trời cưng quá ha. Anh luôn khiến xung quanh đều chăm chú với anh, một cô gái đắm chìm đôi chút. Vô tình một phút, sẽ ra hàng giờ, theo bao thu hút đôi khi là tình cờ. Đâu ngờ ta lại chưa quen, bởi sao lòng em